Vâng, alo, xin mến chào các bác nhé. Và hôm nay mình tiếp tục lên hình phục vụ các anh em một model loa có thể nói là huyền thoại cũng như là cho chất âm rất là hay ở phân khúc tầm tiền. Mời các bác chơi ở những không gian từ 15 đến 20 là 25 mét vuông. Với dòng này thì cái tiếng tép ấy nó rất là tơi và cái nhất là tiếng bát nó rất là mềm các nhá. Đó, dòng loa BB450C hàng bãi xịn, zin xịn đẹp về hàng tuyển chọn phục vụ anh em. Thì em về có hơn chục đôi thôi, thì em bày ra cho bác 1 2 3 4 gọi 5 đôi. Bày ra đây các bác. Review đến thẳng anh em về lô loa đẹp thế nào. Thì báo cáo biết thì đối riêng 450C thì đây thì em về đi là em đã ở đây nối dòng gân nó ấy, là gân đã được thay rồi nhá, gân thay gân xịn luôn đó nhá. Thì gân xịn này. Rất đẹp luôn đó nhá. Màng còn rất đẹp luôn. Thùng quét đẹp. Căng đẹp phục vụ bác. Nếu thì đối dòng loa ở khung tầm trung mời khoảng độ 5-6 triệu ấy, thì đây là loa có được nó cái đạt chất âm của nó tuyệt vời cho những bác nào ghép trên âm ly, cho những bác nào ghép trên những con đẩy đánh không gian nhỏ nhỏ, hoặc những bác nào đánh ở kẻ phòng hát nhưng đánh phân bổ nhiều loa, nghĩa là phân bổ ở những dòng 2-3 cặp một phòng thì là cũng rất là tuyệt vời. Với dòng BB ấy, thì đặc điểm của nó là tiếng bát các bác nghe nhạc rất là hay nhá, và hát karaoke rất là tuyệt vời. Vì sao? Vì cái tiếng bát ấy nó sâu và mềm. Và cái thứ hai cái tép các bác nhá, cái tép dòng này này, cái dòng tép vây cá này, thì tép nó rất sáng vì tép nó tép từ kép ạ, tép từ kép nên tép nó rất là sáng. Kết hợp nữa nó xuống tép nó tép giấy lên, thế thì nó không lo bị rú rít mic không nhá, không lo bị rú rít mic, nghe các bác dễ dàng phối ghép với những chữ âm ly là tuyệt vời luôn. Thì lâu lâu em lại về một lô, và cái điều quan trọng từ giờ cũng sắp tới là 30/4/5 thì bên thì mình sẽ áp dụng chương trình khuyến mãi bán luôn cái giá tốt luôn nhá. Em bán mức giá là 5.200.000 đồng, em mình bao ship các nhá, bao ship toàn quốc. Bình thường các mua những đồ này thị trường đang bán là khoảng 5.500.000 đến 6 triệu tùy nơi, thì nay mình bán là 5.200.000, em bao ship nhé, mua tại cửa hàng thì em bớt được tầm 200, còn 5 triệu đồng một đôi. Nó BB450C đẹp tuyển chọn ngày hôm nay. Thì với thì hàng zin xịn thì cũng rất dễ phân biệt thôi các bạn. Thì ở đây em review chi tiết đến toàn thể anh em, giúp cho anh giác các cái hàng zin bác nhìn vào đây này, thứ nhất là từ kép bác nhá, từ kép và cái keo nó này, keo BB, nói chung nhìn phát biết ngay. Cái dòng này thì nó không có hàng nhái, mà có hàng nhái thì nhìn nó khác hẳn một trời vực rồi, dễ nhìn lắm. Em ở đây em tiện phân tích review cho anh em luôn, rút được không? Thôi này rút đây, rút con này rút rồi, rút đây, cái này con này rút rồi này, rút chưa? Có cái nhỏ nhỏ này. Thôi để không phải rút đấy đâu, cái này nó có bấm này, có bấm chứ của em giật ra đứt của anh đấy. Đây tiện một con rút, em rút nó dễ. Tép vây cá nhá, tép mang vây cá rồi tép nó. Tại sao em muốn nó nhấn mạnh là vây cá, mang vây cá này thì thứ nhất nó tạo ra cái mang này này, 1, 2, 3, 4 đường phả âm đều, nhưng cái âm sắc sẽ phả đều hướng, đa hướng hơn đấy, nó dội đều âm hơn các nhá. Chép BB, cái dòng chép này chép từ kép á, hoạt động ở 4 ohm, 2W 4 ohm các nhá, nhìn phát biết ngay nhá. Có để ý từ keo chỉ nó này và từ này đấy. Nó rất sắc nét và gọn các nhá, keo khôn này. Cho từ nhưng dễ phân biệt lắm. Em chỉ mấy cái điểm cho bác nhìn thôi là bác biết này. Thứ nhất đối dòng BB nhá, cổ 450C này, thứ nhất này 2W, hoạt động của 2W 4 ohm này thì nó chạy từ kép này, và cái thứ hai từ các keo của nó này, keo xịn này, keo đổ tràn viền nhá, giữ cho anh ấy, giữ tập trung vào mờ để lấy nét đấy. Đấy, anh chưa? Đấy, keo này, keo từ này. Đấy, thù keo nó hơi màu ngọc, keo đặc thù nó keo hơi màu ngọc một tí, để bụi thôi các bạn, bụi thôi. Thì mình từ rất là sắc luôn nhá, cứa tay vào đứt đấy, đứt tay luôn nhá, đứt tay đấy, đây sắc này cầm cảm thấy rất là ghê, nhìn rất là sắc luôn. Nhấc cái bóc ra, đặt xuống đất này, đấy, keo từ này, từ kép nhá, chưa? Từ kép thì tiếng bát nó rất là sâu, hoạt động 250W 8 ohm các nhá, rất là cắt cái đơn từ nó rất là ngọt luôn. Cái phần dâu đây, dâu zin đây, muối hàn dâu zin đây, được chưa? Đấy. Gân thì nhớ thì đối với BB ấy thì cái gân của nó ấy là đã bắt buộc 100% là phải thay gân chắc chắn luôn các bạn, vì cái gân này hoạt động nó chỉ được tầm 2-3 năm thôi. Khi thay này bác, nếu bác dùng ấy là gần 2-3 năm là bác buộc, vì thời tiết Việt Nam theo tùy theo thời tiết
Nhưng cái gân em thay là gân zin luôn nhé, thay gân zin. Nên cái gân nó rất là dày và mặt ngoài nó ấy. Cái gân zin thì cái gân loại tốt ấy, thì nó ở ngoài ngoài là có một lớp trắng keo mỏng này, nên nó rất là dai đấy. Còn các cái gân thông thường là nó nhìn nó giống này nhưng nó không có lớp trắng mỏng nên cái độ dai nó không có, khi ấn này nó sẽ dễ bị rách các bác nhá. Thì em cài thay gân cho bác, thay gân zin luôn đấy. Và dâu nó dâu đi vào quấn thủ đây đấy. Cái dâu zin nhìn phát nha, đi nhìn bác đi mua loài bê nhìn phát là dâu này biết hàng zin rồi, dễ phân biệt lắm các bạn. Còn cái dâu này, dâu nó chạy lộ nhá, nó chạy lộ đường dâu này, xong quấn đây, chạy vi vào đây. Đó. Dâu gì nhìn phát biết ngay. Thùng thì đẹp nhá. Nhớ anh của con ơi, quay hàng hậu này, kéo xước. Bên trong đây, đặt ra đây này. Em về được chục đôi thôi, chục đôi này thì tùy theo tình hình thì không biết là tí mai em có thể chuyển thêm vào trong Nam phụ anh em có nhu cầu đam mê cặp loa BB này. Thì với dòng tiền này ông mua thì nó cực hợp lý, mà những dòng thương hiệu của Nhật này, dòng của Nhật này đánh rất là hay luôn nhá. Nếu nói về loa nằm thì BB đang hiện tại là đầu bảng của Trung Quốc loa nằm các nhé, đầu bảng luôn. Tiếng BB 450C thì tuyệt vời rồi. Thùng gỗ nó dùng thùng gỗ ép mủn nữa nhá, bông tiêu âm này giữ đi, bông tiêu âm này được không, bông tiêu âm đen đấy. Ở đây cái mặt ngoài nó là một lớp lỉ, ở trong em nghĩ là bông thủy tinh, chưa dày hẳn ra đâu. Đây. Ở ngoài lớp lỉ, đấy, bọc như bọc chăn đấy, phân tần đấy. Bên phần hậu thế nào? Cái này thì có LR nhé, có LR. Thì ở đây con này đời tem xanh, có đời tem đỏ như nhau các bác nhá. Thì em các bác lấy thì em sẽ chọn tem trùng cặp nhé bác nhá. Nó có đời tem xanh và đời tem đỏ. Đằng sau phía sau nó đối hàng xịn thì nó sẽ có cầu gạt này. Cầu gạt nhà đánh chế độ như là Molo và chế độ giải chép không thôi các nhá. Nhà công tắc đảo pha đảo cầu đấy. Hoạt động ở 500W là 8 ohm các nhá. Bát 25 nhưng công suất rất lớn luôn bạn, vì tiếng bát của dòng này rất sâu và hàng xịn. Để đánh được đôi loa này các bác đánh cho em ít nhất con đẩy tầm 500W các nhá, 500W đến 600W để đánh dư một tí thì tiếng nó mới hay được các bác nhá. BB 450C. Hàng đẹp phụ anh em với mức giá hợp lý các bác chơi. Cái căng đâu? Như anh căng nào. Về tiếp tục hàng về hàng cho bác. Em có nhu cầu thì liên hệ em nhá. Cặp nó chơi những đôi này tuyệt vời luôn. Có 5,2 triệu bao ship thôi. Còn có mua tại cửa hàng thì em bán giá em hơn. Mua tại cửa hàng thì em mình bán là 5 triệu. Giá tốt cho anh em chơi nhân dịp 30/4/5 này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả bác nhé.